dùng tất của mình. Clip hôm nay là một clip chắc có lẽ là các bạn cũng như mình rất là mong đợi, đó là mình test thử con flycam bay bao nhiêu xa khi mình đã đổ anten thật và cho tay cầm điều khiển nha các bạn. Theo mình nghĩ thì nó sẽ bay xa hơn, nhưng mà mình cũng không biết là cái sóng wifi nó truyền về nó có như mình mong đợi hay không nha các bạn. Theo mình nghĩ thì chắc có lẽ là bay không mất tay cầm điều khiển nhưng mà lại mất sóng wifi nha các bạn. Rồi, ở clip trước, hai clip trước thì mình phần 1 và phần 2 mình đã hướng dẫn các bạn rất là chi tiết về cách thức để tháo cái tay cầm này ra, rồi thay cái anten này, rồi hàng anten này vào trong con tay cầm điều khiển này nha các bạn. Các bạn nào chưa xem hãy vào kênh của mình xem, đặc biệt hãy nhớ là cho mình một like, bình luận. Xin tiện các bạn cho mình một subscribe, đăng ký kênh, ủng hộ mình nha các bạn. Rồi, let's go đi thôi các bạn ơi. Rồi, mình sẽ bay ra thật xa, thử bao lâu hơi xa nó sẽ mất tín hiệu cho các bạn xem ha. Đây là lúc chưa thay anten thật cho tay cầm điều khiển nha các bạn. Rồi, let's go đi thôi. Năm mươi tám rồi bạn ơi. Một trăm vẫn chưa mất tín hiệu nha các bạn. Khi nào là nó mất tín hiệu? Đấy, 200 mấy là bắt đầu nó mất tay cầm điều khiển nha các bạn. Mình tiếp tục đẩy là nó đi tới nha các bạn. Đấy, 300 là nó tự mất tín hiệu tay cầm, nó tự động system home nó tự về luôn nè các bạn. Các bạn thấy trên màn hình không các bạn? Đây. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu test thử nó bay bao nhiêu xa nha các bạn. Sau khi mình đã thay con anten thật cho con tay cầm điều khiển rồi nha các bạn. Rồi, mình sẽ quay. Thì bay ngang thì nó bao nhiêu là nó mất nha các bạn.
2020. Tám rồi các bạn ơi, 200 các bạn ơi, hai trăm rưỡi rồi các bạn ơi. Vẫn còn tín hiệu nha các bạn. Rất mạo hiểm nha các bạn. 400 rồi các bạn ơi. Lên được nữa không? Wow, lên. 500. Rồi 500 là nó mất tín hiệu wifi truyền về điện thoại nha các bạn. Nhưng mà nó không có mất tín hiệu tay cầm nha các bạn. Các bạn thấy trên màn hình đấy, mình sẽ bấm gì tầm hôm nó sẽ quay về. Rồi, như các bạn thấy đấy là không có mất tín hiệu tay cầm như clip trước là mình chưa gắn anten vào. Thì nó sẽ 300m là đã, 200m là đã mất tín hiệu tay cầm rồi, các bạn cũng thấy đấy. Rồi, nãy giờ mình với các bạn cũng đã test xong con Flycam bay bao nhiêu xa khi mình đã thay anten thật vào con F1S này nha các bạn. Như các bạn cũng thấy đấy, thì khi mình chưa thay anten thật cho con F11S này thì tay cầm này thì nó bay khoảng 200-300 là nó mất tín hiệu tay cầm, nó tự nó ri tầm hôm nó quay về nha các bạn. Rồi khi mình đã thay xong rồi thì có một sự cải thiện rất là rõ rệt, đó là bay xa hơn gần 500m nhưng tiếc thay wifi truyền hình ảnh về không có được nữa nha các bạn. 500m thì đã mất tín hiệu wifi truyền hình ảnh về. Rồi, như vậy là có thể nói là mình đã thay anten thật cho tay cầm điều khiển F1S này đã thành công nha các bạn. Một vấn đề còn lại là wifi của truyền về điện thoại trên con Flycam thôi. Thì ở dòng F1S này thì mình cũng không có đòi hỏi gì thêm. Tại vì sao? Tại vì là mức giá tầm trung thì nó bay khoảng 500m là cao rồi các bạn ạ. Nếu như các bạn muốn bay xa hơn thì các bạn phải có một cái bộ gọi là phát sóng thu wifi là rời là thu wifi của con Flycam truyền về. Nếu như video này các bạn ủng hộ, like, chia sẻ, comment, đặc biệt là đăng ký kênh cho mình thì mình sẽ đầu tư mua những cái thiết bị là thu sóng wifi rồi kích sóng wifi về, mình sẽ tiến hành làm cho các bạn xem, cùng nhau trải nghiệm thực tế xem thử như thế nào nha các bạn. Rồi video của mình đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé. Bye, chào tạm biệt các bạn. À quên, hãy nhấn nút đăng ký kênh nha các bạn, cho mình để lại một subscribe nha.